Bữa nay đêm tiên thường mà không ai nhậu đâu ta. Nãy giờ mưa quá trời luôn, không có khách tới luôn. Anh em không em bia xuống kìa. Có bia mẹ. Bây giờ nồng độ cồn. Sợ đó nồng độ cồn hả? Sợ vậy còn lái xe hả? Còn lái xe, đường xe. Mới đi chở. Đâu chạy xe được đâu mà năm. Vậy thôi đi uống đi. Đúng rồi, con chở về. Đúng rồi. Công ta mua đem xuống. Bữa nay tiên thường tưởng đâu khách đông mà mưa quá trời rồi giờ nhà cô Sáu chưa qua. Nhà anh Bảo chưa về. Chị Thư nãy làm cái món bánh đa súp ngon quá nè. Hỏi chị Thư đi hả? À, khen hời không có mặt đây. À, đi chị đang chăm thêm thịt vịt. Ba thần gì nó không có về quá. Anh Tèo hả? Chú Tèo. Nó điện con nó về. Về không? Chắc không vừa quá. Nói chị với anh Tiên Bạn mà, bạn thân mà. Cốt mà. Cốt. Anh đi kêu chị ba, chị Thư nghe đó nha anh em. Dạ. Rồi coi. Người cho vừa mảnh chưa có tiện lên lại. Cái nó nghe nó mảnh được chút ra nó chết chưa? Ôi giời ơi, chưa kịp đã tiện nó lên. Đăng lên. Đăng lên mạng. Chị hai nói là sao? Chưa mua 10 cây dừa cho chị Thư là 500 ngàn. Mà chị Thư chưa đó tiền. Không dám đòi phải không? Rồi để con đòi dùm cho chị đôi nha. Rồi chị Thư có coi video nhớ trả nha. Thì bữa nay đã rồi hả? Rồi chị Thư chưa kịp trả cái đăng lên. Ủa chị Thư hai rồi hả? Vậy là không. À dạ. Con không hai. Chưa kịp đã tiền. Vậy xem chút xíu nữa định tống tiền chị Thư rồi. Ai giờ chị Thư hai rồi. Chị đăng mạng này có sao bộ có nữa. Bây giờ có quay nè, đâu có nói gì. Có hết đâu. Đó nhất là khen, gặp ai cũng khen rồi đó. Bởi vậy trước khi quay là xin hỏi không có ai nói xấu nhà anh nha. Xong rồi đó, anh có nhà đó nói đi. Sau đó là chú Hình Sơn à. Có không nói sao không? Mốt nó mà nói vậy, mình nói vậy nữa. Nói xấu không coi phim. Bữa nay quá trời món luôn. Còn món chưa lên nữa là món dê ha. Dê này hả? Vậy nãy giờ anh tưởng thịt vịt. Tưởng đâu vịt sò sả. Vịt sò sả hay gà sò sả? Gà sò sả. Chiều là có món gà sò sả rồi. Ăn bình thường ở nhà này toàn là món nhậu không à. Đó, 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 không có rượu đế, không có bia đâu. Món nhậu mà để mình giới thiệu sơ mấy món đây. Bữa nay dì Út, bữa nay dì Út 15 là bếp trưởng đó. À, này là vịt gỏi vịt nè. Gà xào xả thì ăn rồi. Này là dê xào lăn. Cái này là lòng bò. Hầm hầm xả. Không có. Sắp xả. Khoai. Khoai. Dạ. Khoai bò sắp khoai. Còn cái món này có chị Thư đến súp bánh đà. Đâu tấm thẻ. Chị. Dạ đến. Gì rồi? Đúng đâu? Đang làm nhà mưa trời. Trời sao không ghé đây luôn? Trời mắc mưa nước mình. À. Ra ra dạ. Có lau nhà nữa. Họ hỏi đang đòi 500 ngàn tiền cây dừa có trả không? Nhà là cái bếp ống mưa nó đi vô á. Rồi. Hết cái nền nhà. Chứ không có tốt lành gì đâu. Lành gì lắm đâu cái nhà đâu. Là mưa tạt. Đóng cửa hết mà. Thì mang ống mưa vô nhà người ta đó. Vậy là mưa đùng đùng về tới cổng á. Dạ. Sao nó không bị ướt đây luôn ta? Ướt, nãy thấy mưa lớn rồi. Quang Sơn chào cả nhà nghe. Tối nay thì mẹ làm tới 4 mâm tiên thường lận. Nhưng mà nhà của cô Sáu là một mâm nè. Đang ở bên nhà cô Sáu cách mấy bước mà mưa chưa qua được. Còn nhà anh Bảo nữa cũng đang mưa chưa về luôn. Đó, còn nãy đây mình làm trước mâm rồi. Rồi bạn của anh Yên cũng chưa tới luôn. Đó. Giờ trong nhà mình gom lại như đây. Nãy giờ mưa quá trời mới giờ kéo cửa lên khi hết mưa. Ngon quá chị Thư. Bữa nay đi ăn tiên thường gặp trời mưa vậy chủ nhà cảm ơn quá trời. Làm thắng rồi không ai đến. Ế mất công nữa. Buồn mà buồn dưới lãnh lộn hả? Cảm ơn gì vậy? Thành Đông người ta nói cái tiệc ngọn vậy mà mưa lớn vậy là mặn khá. Đúng. Tiệc thì xong rồi mưa lớn rồi kẻ hả? Mưa lớn mặn khá. Ok, cảm ơn gì? Cảm ơn gì thì cứ bỏ phong bì đi đừng ngại hả?
Dạ chồng dân thêm nhất à. Vừa giờ tới đây là mưa tới, về Úc Mộng nữa. Vừa tới là mưa đùng 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 đùng. Anh Niên này là con 13. À, hôm bữa khán giả có hỏi là sao anh Niên chị Sơn Ca với dì Ba sao mà sao đi đâu cũng nghe Yên. À đây ha, anh Niên là con của má Ba. Còn à đây hai anh Niên luôn. À, trời ơi ngồi kế bên. Rồi cho anh Niên là anh rể chồng chị Sơn Ca ha. Còn anh Niên kia chồng chị Liên. Chủ nhà hôm bữa mình đi đám giỗ trên Phước Ti ha. Tôi mạnh ghê hơn, lấy 12 mâm luôn đó. Điện khôn nó thấy nấu ngon quá. Điện khôn nấu ngon. Dạ, vậy có chia phần trăm không vậy? Gài kèo nữa nè. Nó coi năm việc nhiều lắm. Anh đi làm sao đây nè? Đợi chia phần trăm. Điện đây luôn. Nói giỡn rồi coi chú ơi. Hôm bữa là chị Liên nấu ăn. Có khách điện Úc nhà ông trợ pháp lý. Trời này chắc mình con quả quá. Mà năm lạ lắm anh em. Em ngồi ăn hủ tiếu bên đằng này, anh chị đó ngồi bên đằng kia. Mà hai đứa con nó đo, đứa con của người bạn với đứa con của anh đo. Đo xong rồi em nhìn thấy đứa đo em thấy thương quá em cười. Cái chị quay qua chị nói anh hãy dỗ của kênh anh Việt thôi. Hay quá ha. Em thấy Nhật Minh. Cái em cười em nói dạ phải. Cái xong cái nó mấy câu xong lát anh xong em đứng về em lại em chào. Em chào em đi. Em nói chị nhìn ra em hỏi nó nhìn ra. Tưởng vui ha. Nó gọi về Sơn. Dạ. Gặp ở Sài Gòn anh mới về nước. Quên xin sớm. Con sớm ở Vĩ Úc rồi con xin sớm Vĩ Úc. Cái món bánh đa á chị Thư. Món bánh đa mà mình làm không ngon là ăn dở dữ lắm. Mà cái này chị Thư gia vị ngon quá chừng luôn. Tại con hến á, con hến nó lạt nhách nè. Nếu mà như mình không biết làm á ăn dở dữ lắm. Thế làm ngon chị? Dạ. Con này rẻ. Con này rất là rẻ, siêu thị cũng có bán nữa. Sao không Sơn? Dạ. Ta lấy được hến bằng cách nào không? Sao? Luộc rồi dùng cái rổ sóc đó hả? Rổ sóc thì dễ trên mặt đó. Bỏ nó nổi lên hả? Cái rổ này ta dỡ bỏ xong cái tự trừng lên hả? À lấy cây quậy nó trừng lên. Cái đuột đó mình lấy lửa là chết. Bắt từng con lửa rồi chết. Lửa là chết luôn. Xong bự đó lấy cây quậy. Đổ nước nhiều vô, thốt lại bỏ vô. Dạ vớt. Bởi vậy không còn ngập nước đâu. Dạ nấu ra ra hết. Còn sát không à? Nước để khoảng nửa tiếng nó xào nó thấm. Nó ngọt rồi. Vậy hả? Chứ để vậy xào là xào liền nó lặt. Hôm bữa có cô chú khán giả nào mà khen má hai quá nói muốn trẻ hơn má ba với má năm. Má ba nói má ba nói giận quá thôi đi về không ai nắm dỗ nữa. Đây má hai. Má già hay ngay. Má ba rồi má năm đó. Ăn dạ nói đúng quá. Vậy là năm già hơn năm nhiều hơn ba. Năm nhiều. Hồi hôm này tụi nó nhậu mà nó cãi có hai chữ, hai từ mà ngày mai ngày mốt. Đi mai mốt về chơi, có hai ngày à. Mà mới đi mà mốt về sao được. Ông này nói thằng Lực nó nói đúng, nó ngồi cãi hoài yên thì hai ngày mai với mốt. Nhưng mà cái từ mai với mốt nó nhiều, nó dài. Nó như dài như hạn nợ vậy phải không? Mai mốt. Mai mốt đâu có nói là hai bữa nữa tôi trả thì khác không? Mai mốt tôi trả. Mà mai mốt hẹn hoài không thấy. Mai mốt thấy dài dữ lắm. Rác cười nhiều đó mà mấy anh em mà cãi cứ mai mốt. Mà gặp dì Ba nữa là bách tận ngôn. Không phải lắm. Hay lắm. Câu chuyện nào cũng nói được. Cái em ngồi em đó, thằng Lực nói đúng đó. Yên đúng yên hai ngày. Ba mình nói gì mà mình khen quá trời. Ba nói là con rắn bị xấu. Cái này nói thừa lá rồi. Cái chị Ba nói, ôi hát dở đổi thừa hồng râu. Là cái gì mà hát dở đổi thừa hồng râu. Hồng râu là dương dương quá. Hồng râu là người ta hát không được. Hồng râu cũng xấu. Hồng râu thừa lá của ai. Nó sẽ hát hỏi phải không? Phải quá ta hát hỏi. Quá ta đổi thừa hồng râu hay. Đúng là tao hát hay lắm mà tại trưa này có bánh mà cứ đưa rồi cái chị mới nói trời ơi không có mộng thì có thằng Trà Vinh kìa. Rồi thôi á hả bỏ qua cái vụ mộng đi. Khéo lắm. Bắt đầu cái chơi lá đẫm à. Đẫm lá xấu quá, lá mỏ quá. Sao nó cao. Sao trời ơi giờ đưa cái lá đẹp chị cẩm chị cũng có một cục đẹp. Hai khác rồi có lá rồi. Đây đẹp rồi. Biết mộng bên này có nhầm nè đúng không? Nay khéo rồi. Khéo lắm. Cái bánh nhỏ vậy nè. Dễ thương lắm. Phải không Sơn Ca? Ừ Sơn Ca nè.
Giờ hết mưa rồi, giờ mình chờ xíu nữa gia đình anh Bảo với gia đình của cô Sáu qua ha. Chị bé luôn, chị bé. À, chị hai Phan hai chị, chị hai có đưa lời là cảm tạ khán giả ngày hôm nay con nghe con nghe. Chưa cảm ơn khán giả hả? Khen quá hả? Chị ba đẻ hình năm năm chị hai phải hai phải muốn nói mà tốt không nên lời. Đâu đây à? Thành thật cảm ơn khán giả nhiều, thiệt là nhiều. Ừ. Khán giả rất nhiều. Rồi hẹn ngày nào gặp lại khán giả, người đi cà phê đá. Hy vọng có một ngày nào đó sẽ mời quý vị khán giả, mỗi người đi cà phê chơi đá. Tôi chờ nhà, mỗi người đi là đổ nợ luôn. Khán giả kênh Nam Việt hay biết bao nhiêu ngàn khán giả không? 200 ngàn. 200 ngàn là hai bao nổi người đi cà phê không? À. Rồi về ba xin địa chỉ luôn. Tới nhà giận. Tới nhà nó giận. Còn là dì ba nói khán giả là dì ba vui vẻ vậy, nhưng mà dì ba nghĩ thân này kể bỏ. Em buồn 5 phút. Lên với ông Khanh, Tinh Thư với Sika. Chừng nào mình cái này mình cũng nói y vậy luôn. Trời ơi, khách tới rồi, mưa quá trời. Đây, cô chú anh chị thấy hai chị Tư này không? À, đây. Đó cả nhà ai là chị, ai là em nè. Nó là chị hả? Lộ rồi. Thôi, hồi nãy nói là chị ấy là chị, chứ tự nhiên nó là chị. Bởi vậy. Chị này là chị. Chị này là chị. Lộ hàng. Chị có lộ hàng. Nằm lấy cái cây đẩy ra, con lấy đồ dễ con xuống con dắt ngồi xuống. Chị hai với chị ba. Con của má hai ha. Hai chị sinh đôi nên là giống y chang. Hồi xưa mình nhìn không ra luôn, giờ mới phân biệt được. Dạ, anh chị ra ngồi ăn luôn. Từ Sài Gòn về. Trời ơi, lên Sài Gòn ai kêu ảnh, anh hai, anh hai không về nhà kêu tèo, tèo, tèo. Kêu anh hai mà. Nắm vỗ không ăn đi ăn cơm nguội. Nhưng mà ăn rồi sao? Để chút mình ăn thì không. Cô ba. Sơn Hà chào cô ba đi Sơn Hà. Con ả cô ba đi nhanh. Con báo tính anh ghé em đặt cái sim điện thoại cái mình kêu bà báo tính hồi dạ bảo thưa bảo đi cưng thôi kệ đi. Kệ đi hoài luôn rồi thưa cô ba đi giống hai
giống của hai này nè. Ôi. Không, giống của hai phải không? Giống cô này cô nào? Này, cô ba. Cô ba. Này là cô ba nha con. Này. Hai. Này là cô ba. Nó giống cô hai này nè. Cô ba đi, cô ba. Cô hai đâu? Cô hai đâu? Cô ba đâu? Nó thông minh quá. Chị nói dặn cho nó đi xin. Ngày mai là lấy chứng minh nha con. Hai bà nào vậy? Ủa, bà nói hai, bà nói hai. Ủa, nói hai ra nào vậy? Nói hai ra nào vậy? Để đi chiếc không? Để ngày mai làm lấy chứng minh xong. Phải có hai không hả? Hai, phải có hai không? Mới nãy hả? Em không biết dành, nó biết tên gì. Nó ca kêu xin hạt ra coi nó biết tên Vũ, còn nó còn nhớ tên Vũ hả? Hay lại. Cháu hả? Cháu. Trời ơi, ta ra nắm giỗ rồi nè con. Thôi vậy chị ăn cứ. Lát bảo xuống nè. Lát bảo xuống nè. Ăn cái gì chưa? Ăn luôn. Ngoại. À, ngoại vô phòng ngoài. Ờ, cưng. Cô Sáu, cô Út ăn luôn. À, đây là cô Sáu, cô Út nhà Nam Việt, cả nhà mình ha. Rồi chị lớn, chị Bé Quyên á, là con gái lớn của cô Sáu. Dạ, bé con tên gì? Thi, ở nhà tên gì? Cũng tên Thi luôn. Đó Thi là cháu ngoại của cô Sáu ha. Tuổi với em An hả? Thôi giờ con đi ăn chạm đi bác còn chị về vừa tới nhà cái anh tới luôn nhìn á làm cái làm đó có vậy vậy là con về rồi con vé tới cái nhổ qua đường 19 tháng 5 á nào con thấy trời tốt ăn luôn không đi nhanh nhanh đi ăn để em ăn rồi chị sắp mình ăn đi dạ em ăn rồi hôm này rồi tới hôm khác con ngoại nè ngoại nè ngoại nè cái người của chị dạ cảm ơn chị ai khen em làm khác gì đó kia ngoại ra cả chị ơi khen già quá trời già thì đẹp cho già sao cái con là con đi con đi đâu còn cái đường lớn nữa ha, còn xong đi luôn à. Chị ba, cả thấy chị ba chưa? Dạ. Rể của dì hai ha. Dạ, chồng chị Thư nhỏ, chồng như nhỏ, chị nhỏ. Dạ, chị Thư em. Dạ, ngoại. Con không chị mới tới đây hả? Dạ, con mới về tới nãy giờ con trong nhà má con á, con mới chạy ra. Dạ. Con về có ai không? Con về với vợ con. Dạ, đâu rồi? Nào, nó ăn cơm nè ngoại. Ừ, con nhớ anh giàu luôn hả? Trời ơi. Ngoại ngoại biết anh giàu nữa hả? Ngoại... Dạ. Anh dạ em có anh Tèo. Dạ em được con ngoại. Về nhà cứ kêu Tèo Tèo hoài, tới Sài Gòn kêu anh hai đàng hoàng. Anh ăn luôn đi. Dạ chờ xíu nữa anh bảo ra gì lại ra chơi. Con chơi rồi chừng nào có đi về cả. Sáng con mới về ngoài. Đây chơi chơi em năm đây rồi. Đi vô nhà mẹ con ngủ. À dạ. Vậy Thẩm ở Mâu Tính hả cưng? Anh Tài có đi không?
Vậy chắc mưa gió là miếng rồi. Dạ dạ. Dạ. Hôm nay Quyền với Hân Bảo Tính đi buổi tối ha. Rồi còn ở nhà chị á, giờ tới trễ quá là người ta nhập tiệc hết rồi. Anh Bảo đâu? À, là chị lái xe về hả? Dạ à. Không. Chờ chơi với Sơn Hà đi. Mẹ đâu có chạy được. Sơn Hà ơi, chạy xe cho mẹ. Sơn Hà ơi. Ra chơi với Bảo Tính rồi Sơn Hà ơi. Mẹ đẩy con nghe. Lắc quá. Rồi phải đẩy. Vậy thẩm ăn luôn đi, kệ đi ở chơi đi. À hả? Tự nhiên quen hơn. Ăn đi con. Tới trễ đó còn nhiều ráng ăn hết nha. Trời ơi. Đã ta sẽ ngà lên rồi hả? Bảo Tính lái đi. Bỏ dép ra, kêu bỏ dép ra. Nó kỳ lắc nữa còn nhắm mắt nữa kìa. Chị Sơn Ca đem mâm qua đẩy mấy bát uống nước trà ha. Ôi lái xe. À, xương, cục xương, cục xương. Nó hỏi gì vậy? Dạ. Nhắm mắt buông tay nữa chứ. Trời ơi, khỉ vậy. Nghe gì vậy, Sơn? Hả? Superman. Superman hả? Ủa anh mà. Đó rồi hai đứa. Vậy chút nữa chị Thẩm cho anh Bảo về ăn chung vui. Rồi để chơi chơi ra đi rồi thầy. À, cô chú thấy bữa nay đêm tiên thường là không có khách ha. Mình có bữa tiệc trong gia đình mấy dì với cô bác Năm thì nhà bác Năm là ngày mai mới về. Đúng rồi, con với ông chơi đi. Rồi hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình đêm tiên thường dỗ bà nội ha. Và ảnh chia sẻ cùng cả nhà mình video làm kỷ niệm. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại ở video sau nha. Tối nay thì mấy dì mấy cô sẽ ngủ sớm để sáng nay. Ủa rau câu chừng nào đổ mẹ? À. Giờ đổ rau câu nữa hả? Dạ. Rồi thôi tạm biệt cô chú nha. Giờ mẹ bắt đầu chuẩn bị nấu rau câu rồi sáng nay bắt đầu nấu nướng rồi ăn dậy sớm. Hôm nay có má ba ở lại nè. À, thợ nấu luôn. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.